Hello, welcome to Heo với KT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo với KT. Thì lâu lắm rồi Heo không có làm về em tình 3D nha. Không gọi là cứ tình thiên hạ riết, nay là tình 3D nha anh em. Wow, ngon lành không, ngon lành không? Thì đây là một server của bên gì quên rồi ta. Okami Center ha. Đó. Vẫn ba lát nhân vật nhưng mà vẫn thích chơi Hiên Vương nha. Ok. Thì để vào server cái rồi chúng ta nói chuyện nào. Đó, đang vào game nha. Game này thì có chỉnh chế độ 3D rồi này nọ rất là đẹp luôn. Này chắc chưa chỉnh chế độ 3D hay gì đây. Đây cài đặt game ha. Tính năng treo máy, tính năng đây, hoàn mỹ. Trời ơi, đó, đẹp liền. Đó, trời ơi. Em rất là thích game này luôn anh em. Trời ơi, lúc mới ra là ta nói ấm êm liền. Ngon nha. Trời ơi. Đó, đồ họa rất là đẹp luôn nha anh em. Trời ơi. Nhắc lại lần nữa là con này là của Okami Center ha. Đây, thông tin về server của em nó đây. Đây, thông tin nè. 15 giờ ngày 8 tháng 12 nha. Open X2. Đó, tải game là tải link nè. Rồi, quà open là 25 triệu vàng nhận ở sự kiện mở server trong game. Đồ, 25 triệu. Ôi giời ơi, má ơi, một server quá ngon. Khuyến mãi nhân 2 giá trị nạp ban đầu open. Tham gia ngay sự kiện để nhận quà, like share nè ha. Comment gỡ ID và tag 5 người bạn. Đó, phần thưởng là vàng nhân 5 triệu hả. À, cũng chả biết là bao nhiêu luôn. Quà sẽ được phát qua thư sau khi kết thúc sự kiện 1-2 ngày. Không dùng feed code, chỉ cần vào game là nhận phúc lợi. Quà đăng nhập 14 ngày đầu của nhân vật nhận kim nguyên bảo. Sự kiện năng động nhận kim nguyên bảo luôn. Đồ, sao kim nguyên bảo nhiều dữ vậy? Săn boss nhận kim nguyên bảo luôn. Thưởng online kim nguyên bảo luôn. Đăng nhập ngày nhận quà VIP. Đồ, có full VIP không ta? Quà đạt cấp nhận kim nguyên bảo. Quà lực chiến nhận kim nguyên bảo. Á đồ, cái gì cũng kim nguyên bảo nhóc vậy? Đây nè, có... Wow! Gì? Tích lũy đăng nhập 1 ngày nhận 1 đống kim nguyên bảo. 2 ngày là 1 đống kim nguyên bảo. Ủa? Ôi trời ơi! Rương công quân nè, trong này có kim nguyên bảo 15 vạn luôn. Đậu! Kim nguyên bảo 60 vạn. Ôi trời ơi! 40 vạn. Trời, nhiệm vụ ngày nè, hoàn thành nhiệm vụ ngày nè. Cái này là móc nhiệm vụ ngày nè anh em. Đó! Đậu. Rồi đăng nhập 7 ngày có luôn nè. Đồ 1 triệu kim nguyên bảo không khóa và 1 triệu kim nguyên bảo khóa hả? Đậu. 12 ngày kìa, trời ơi. Rồi quà 14 ngày kìa. Chu cha. Trời ơi quá trời luôn. Để vô game chơi mới được. Đậu vòng. Hồi nãy giờ. Rồi bây giờ là đang level 150 mấy ha. Bây giờ ok, từ bình tĩnh nào. Game này free rất là nhiều luôn. Nên là cứ bình tĩnh, từ nào. Đây vô hay là không, đang heo đang ở cái server test ha. Tại vì 15 giờ nha, 15 giờ thì server 2 nó mới mở cho anh em vào open nè. Đó. Nhưng mà quà vẫn y vậy ha. Đây thưởng các móc trên dự. Đây quà level nè anh em. Đồ quà level rất là nhiều kim nguyên bảo này nọ luôn. Đồ ngon lành. Quá trời rồi. Đẩy tới luôn bác tài ơi. Gì mà tính 2-3 vạn gì, 8 vạn nè. 8 vạn kim nguyên bảo thường nè. Đó nè nè, đây nè. Đù 2.000 vạn rồi. Tiếp luôn. Rất là nhiều luôn nha. Ôi dồi ôi.
Ngon rồi, ngon rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Tới luôn, tới luôn. Đó, trời ơi à. Rồi, ngoại hình mua luôn chứ. Có tiền để làm gì? À, kích hoạt. Đâu rồi, phúc lợi, đang nằm trong phúc lợi, ngoại hình. Nhận thưởng, thông báo. Tìm lại. Có mất cái gì đâu mà tìm lại. Đây, ký danh. Quà lực chiến. Rồi phúc lợi bên này là phúc lợi gì đây? À, tích nạp ha. Đây. Nó đồ. Ủa, quà tích nạp đâu ra vậy ta? Quèo quèo quèo. Ngon lành quá. Đó, đó, đó. Ngon chưa, ngon chưa? Chưa, chưa ngon đâu. Còn nữa nha. Rồi, quà đăng nhập đây. À, quà đăng nhập hồi nãy nhận rồi. 13 phút nữa. À, 13 phút nữa chúng ta sẽ được nhận tiếp. Đây, quà kho báo. Kho báo là quay nhận đồ. Ok, cứ từ từ ha. Kỳ trân cát, thi đấu, phó bản, sự kiện, tình duyên. Ê, kỳ trân cát mua chứ trời ơi. Có tiền để làm gì? Mà khoan, để tính là hỏi mà kệ mẹ nó đi. Dù sao thì gương đá mệt quá. Đây con ngựa, sử dụng con ngựa. Sử dụng con ngựa thấy mà gớm. Rồi, vô kỳ trân cát tiếp ha. Đang mua đồ mà, đang mua đồ ngon lành nha. Anh em cứ thật là bình tĩnh vào. Gì hot đây. À, nhân 2 kinh nghiệm, lậm. Quà thủ hộ, quà phòng ngự, nhân 3 đang. Ồ, đang A-Sep nhân 3 nè, không mua đi mua nhân 2, tào lao thì chứ. Phù văn, gương, kỳ trân cát nè. Đây, kỳ trân cát là đó, bán đủ đồ luôn nè. Vé rút thưởng, chìa khóa, rồi đây, đổi. Đó, đang, rồi đu. Cái này cái gì vậy? Dùng để kích hoạt avatar hả? Thôi, đi mua nè. Ý, bộ đồ kìa. Bộ đồ. Treo đồ dê bán thịt chó nè. Báo công an liền anh em. Đây nè, thấy không? Đây là rõ ràng là bikini hai mảnh. Mà bấm vô là bộ đồ đi biển là của thằng này là sao? Thiệt tình. Ở đây bán full ngoại trang nè anh em. Đó. Mà cái điểm này ở đâu ra đây? Kho báo, thi đấu, thí luyện, phó bản. Phúc lợi, hoàn trả rực rỡ. Đó, kim nguyên bảo nè. Đầu tư không? Đầu tư cái này chứ. 7 ngày nhân 5 mới ngon chứ. Đó, đầu tư liền thời ạ. Ủa? Có gì đó nó sai sai không? Là đá. Sao ta thấy để kim nguyên bảo nhiều lắm mà ta? Chắc không có đâu, mình không tới nỗi bị lừa vậy đâu, mình khôn mà. Đó. Ok mẹ nó mua hết đi. Trời ơi à. Mục tiêu 7 ngày nè. Đó. Rồi quà hạn giờ nè. Kho báo. Kho báo thì hồi nãy chưa tính quay nè. Sự kiện ngày nè đây. Đây móc sự kiện ngày nè ha. 100 điểm năng động thì chúng ta sẽ nhận được là 10 vạn kim nguyên bảo nha. Rồi móc thứ hai 200 thì chúng ta sẽ nhận được là 20 vạn nha. Rồi có hoàn thành nhanh không ta? Hoàn thành nhanh thì đi làm hoàn thành nhanh một phát cho nó lẹ chứ. Cái này có hư nè, hư gì đây? Quà nạp nè. Quà nạp đầu nè, lụm luôn chứ. Ngại ngùng gì. Chơi là phải đầu tư chứ anh em. Đầu tư lớn thì đầu tư lớn thì chúng ta thu lợi lớn ha. Trời trời trời, nhận ngay sếp nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi đâu rồi, kích hoạt nè.
À mua không được hả? Mua không được thôi. Nhưng mà chiếc xe khá là đẹp ha. Để đó đi. Thành viên phúc lợi nạp hẹn mở server. Đây hẹn mở server nè ha. Nạp liên tục thì sẽ nhận đó. Và ngày thứ nhất. Rồi sự kiện mở server nè. Đó. Quà open X2 này nha. Đó. Đây đây đây. Quà open X2 nè. Đây, tích lũy đăng nhập một ngày thì chúng ta sẽ nhận được là 1, 2, 3, bấm. Đó, một đống luôn. Chả biết bao nhiêu ha. Rồi ngày thứ hai thì chúng ta sẽ được thêm một đống nữa ha. Đó, ngon lành luôn. Trời ơi. Nhớ nha anh em, trời server free rất là nhiều luôn. Nên anh em tranh thủ mà vào mà chơi mà trải nghiệm ha. Hổm rày là chúng ta cứ chơi con tình thiên hạ riết à. Nay thì quẹo lựa qua bên này luôn. Đó, rất là nhiều luôn nha. Game này cài kim nguyên bảo bằng cách tham gia hoạt động ha. Hoạt động ngày như nãy Heo có chỉ anh em á. Và săn boss nữa. Đó. Cài vật phẩm hiếm thì sự kiện hàng tuần nha. Nè sự kiện tuần nè. Đó. Nè tích điểm và nhận sự kiện tuần nè. Rất là đồ luôn. Đồ rất là nhiều luôn. Đó. Một đống luôn. Và sự kiện kiếm hiệp Okami nè. Nè Okami Center nè hả. Đó. Đến và hoàn thành. Đó. Điểm cổ vũ trong thời gian sẽ nhận được hầu nè, nhận từ sự kiện đó. Rồi tiêu phí này nọ nè. Này hỏi nói rồi ha. Đó, cài đồ là Heo chỉ hết rồi nha anh em. Chỉ sơ sơ thì anh em vào mà chơi ha. Đó, mua luôn chì. Coi chì này xấu như chó vậy đó. Thiệt luôn á. Gương đá. Ta đang kiếm cái ngoại trang nào đẹp đẹp mà chưa thấy nữa đây. Tiêu hao kim nguyên bảo đủ, đa số là tiêu hao kim nguyên bảo anh em. Nè đăng nhập ngày này nọ. Đây tích nạp nữa này nha anh em. Đó rất nhiều luôn, trên quái này nọ. Bây giờ đi lòng vòng đánh quái này nọ ha. Trời ơi, đến ngay rồi. Game này chắc cũng đâu có còn gì là xa lạ đó với anh em nữa đâu anh em. Đó. Chúng ta đều biết game này hết rồi ha. Đó. Đâu rồi, vô. Dứt lên cấp nhấp lên liền. VIP 3. VIP 3 chưa mở. Đậu xanh. Rồi ha. Phi rất là nhiều luôn. Kho báo này nữa nè. Vô quên vô kho báo. Rút. Ta có tiền mà mày. Kim nguyên bảo như này ăn nhầm nhò gì. Đó. Rút 50 lần. Lên. Á đậu. Đang chơi mà. Đang rút kho báo mà. Rồi link thì Heo để hết với phần mô tả nha anh em. Rồi tất cả thông tin server thì hồi nãy giờ là Heo đã nói hết rồi ha. Và nói lại một lần nữa, 15 giờ ngày 15 giờ ngày 8 tháng 10 nha. Open X2. Đó. Quà open là mỗi người sẽ được là 25 triệu vàng nha. Nhận ở chỗ quà đăng nhập hồi nãy Heo có chỉ rồi đó. Rồi khuyến mãi nhân 2 thẻ nạp trong 3 ngày đầu nè. Like xe là nhận thêm code nè nha. Đó. Game không dùng feed code nè. Quà đăng nhập 14 ngày nè. Đó. Sự kiện năng động nhận kim nguyên bảo. Săn boss nhận kim nguyên bảo. Thưởng online nhận kim nguyên bảo. Đăng nhập ngày nhận kim nguyên. Nhận vật phẩm VIP nè. Đó. Quà cực. Vì quà đạt cấp nhận kim nguyên bảo. Quà lực chiến kim nguyên bảo luôn. Tất cả đều ra kim nguyên bảo nha anh em. Đó. Rồi anh em nào thích chơi mà những cái loại gọi game mà 3D thì
nhảy qua bên này chơi liền nha. Rồi ok, là VIP full luôn rồi. Còn cái máu gì nữa. Đó, lấy cái này đậu thành. Lụm. Nãy giờ chưa vô quà VIP nữa. Đó, thích cái bộ ngoại trang của đồ VIP lắm anh em. Chọn cái đầu đi. Trời ơi, để tao làm ăn coi vật phẩm. Đá. Con bét này sử dụng luôn. Tăng sao lên luôn, kích hoạt luôn, đã ảo hóa luôn, đẹp luôn. Rồi vô quà VIP cái nữa nè. Phúc lợi VIP nè. Đó, một đống luôn, nhận quà VIP free luôn nha. Rồi, đây, hướng dẫn cho những ông nào mà chưa biết, chưa chơi, mới chơi lần đầu luôn. Đây, nhận quà VIP là nhận free ha. Đó, ấm lòng luôn, đó. Kích hoạt nè, đó, ngoại trang nè nha. Bộ ngoại trang kia đẹp hơn, chuẩn bị lấy luôn cái áo này ha. Heo hít nhất là cái bộ ngoại trang đó. Nó nằm trong quà VIP luôn nha. Đâu rồi, đây, cánh nè, lụm cánh nè. Rồi, cánh nào đẹp ta? Trời ơi, ba cái cánh luôn, tha hồ mà chọn mấy chú ơi. Kích hoạt cái này nhìn tối quá không thấy ha. Lấy cái này đi. Rồi còn nữa. Đâu rồi, đây. VIP 8, lụm con ngựa hồi nãy thì ta đang xài. Đây. Nó nè, đậu phòng. Má cái đường đá thì chưa bực bội ghê luôn á. Mấy cái đường đá nè, mẹ xài hết đi. Mệt rồi. Đang test cho anh em mà xài hết đi. Cho nó khỏi nhắc, khỏi báo, mệt quá. Đó. Đó, lên liền. Quà VIP là free hết nha anh em. Đó, free luôn VIP 12 và quà VIP này nọ nè. Đó, ấm chưa, kích hoạt nè, thời trang nè, đây, cái áo mà heo hằng mơ ước, cái tai luôn, rồi, thời trang chỉ có hai bộ nè thôi, rồi tôn hiệu nè, tôn hiệu thì đây có tôn gì vậy, đây có hai cái, chí tôn hào hiệp hả, đậu phòng, đây cái này ngon nè, phú hào thiên hạ nè, giàu sang là thích rồi ha. Rồi bộ trang bị nè, nhận đủ thì nó sẽ kích hoạt bộ trang bị cho anh em ha. Đó, đây có 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ. Xuống dưới này là bộ phá thiên nè, đó. Nhìn ngầu không, vải cứt. Trời ơi, bộ màu tím mộng mơ nè, trời ơi, những cho này là dành cho những anh em mà ta nói là manly đồ ha. Đó, bộ củ tiêu nè, củ tiêu má hên. Không là bộ cầu tiêu rồi. Kích hoạt chức năng liền đó. Trời ơi, cánh đẹp, người đẹp, cái gì nó cũng đẹp. Tăng liền. Trời ơi, ba cái đồ này còn quà VIP mà. Đó, VIP 1, VIP 2 thì cũng không có gì mà đáng nói ha. VIP 1, VIP 2 thì không có gì đâu anh em, bình thường ha. Rồi thì sau khi một vòng khoảng 15-20 phút thì Heo đã giới thiệu cho anh em một cái server game mới ha. Anh em nhớ nha, trụ phòng ở đây còn nữa nè. Đó, anh em nhớ ha, vào 15 giờ nha, là open server mới nha. X2, anh em vào chơi nha. Link thì tất cả link và thông tin Heo để hết ở dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về thôi. Đó, chọn đại đi, mệt quá. Nó thiệt luôn á, làm mua mấy cái này mà dướng mấy cái đó bực bội ghê luôn vậy đó. Nhiều đồ quá, cái nó vậy đó anh em. Đó, VIP nữa nè, đó, thêm một con bé, con ngoại trang nữa nè. Đó, trời ơi, ngầu dữ ha. Rồi ha, rồi nhiêu đó thôi. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, nhớ like và share, ủng hộ HVKT nha anh em.
nhớ nha hay da, ồn quá, nhớ nha anh em. Rồi bây giờ thì bye bye, nhớ like và share nha. Và đừng quên, anh em nào mà qua bên server nào này chơi á, hay là game nào chơi thì nhớ để lại chút uy tín cho heo nha. Để có gì mà còn sau này mà còn đi xin code rồi cho anh em rồi này nọ nữa chứ. Nhớ nha anh em. Rồi thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn luôn. Máy heo bắt đầu lắc rồi ha. Rồi bye bye.